rồi bây giờ đây thì cái phần mình làm tới phần quản lý cái sản phẩm rồi, thì phần này mình sẽ quản lý cái thằng xe ba này mình nó mới thôi, thì để mà không phải mất công tạo đi tạo lại nhiều lần cái thằng xe ba này á, thì mình sẽ tạo một cái bảng quản lý luôn. Tương tự này cũng có đặt này, đặt một cha nè, cái thằng con của mình, thì mình sẽ có đường dẫn và cái tên của cái module mình cần. Ví dụ đây là như một sản phẩm đi. Đầu tiên mình sẽ tạo cái đầu tiên là cái cơ sở dữ liệu trước. Trên thẳng hiện thôi. Success và người phát và cái tiếp tục là cái thời nhật và thời gian nhân tạo. Cái data nhưng mình không dùng cái query time của nó, mình sẽ tạo một cái hàm. Đây mình dùng cái hàm time của thằng business. Thì cách làm nó cũng tương tự như cái thằng category thôi. Nếu mà mình làm nhanh đó thì rất là đơn giản. Mình viết long này nha. Mình chỉ cần copy thằng này ra một cái, xong sửa lại trong đây những cái tên nè, cái title, cái thai không cần xóa liễu được à. Theo là cái mô mô đồ mình, cái mô đồ mình nó sẽ là cái tương nhất lại cái gì. Đầu tiên mình sẽ tạo sẽ trình tạo trước cái mô đồ của chúng ta. Mô đồ thì nó tương tự như thằng cách theo quy mô đồ không, mình sẽ copy đây đổi tên lại là xong. Cái này sẽ theo tên bảng được đây là controller, thì mình sẽ tạo tương tự bảng là module, mình sẽ copy đi qua thôi nhanh. Mình sửa cái này cho lâu lại. Ok. Cái này là mình sẽ thử cái view. Cái view nó thì cũng tương tự như này thôi, copy nha, copy nè. Mình paste vào. Sửa cái tên là mình sẽ làm nhanh. Bạn nào không hiểu thì mình xem lại video đầu tiên mình làm cái category này. Nó là module, thành rất là module. Cái này là mấy người đấy, từ mình nhận sách mà đi. Còn cái category á, thì sẽ đổi theo cái category là cái model là model model. Cách bây giờ trên đề, xử lý hết. Nhấn vào xong. Ok. Bây giờ thấy chạy nè. Model. Không hiểu cái parameter này là gì. Ok, mình chưa thêm tay lại cái cột parameter cho nó để nó dành một con chiếu. Đây đi. Ok. Đây, đây, là xong. Với cái mình chỉ cần sửa lại cái tên của nhà là xong rồi. Ở đây như là tên. Đây có hình thể của xe thành là cái sắp xếp. Sắp xếp. Đây là nó ai cần. Cần. Sắp xếp mình sẽ tạo một cái file từ bước khác. Nhưng không phải là cái support. Nhưng là cái
Tại vì nó là hình này hình nó chạy sao bạn cũng biết rồi. Cái này nó có click nó sọt. Cái này hôm nay mày đưa cái này đưa mày đúng rồi. Tôi tự với thằng mấy đứa con nó con cái tự tôi cần nó cho nó được bế sống không cần cái chiếc bóp cái con này sẽ có bế sống không chỉ thay đổi đúng cái tên cái này mà xong chiếc bóp tới xong cái này là bao trai hả. Rồi, cái phần content đó thì mình sẽ thêm nhiều chữ hơn nhé. Mình sẽ có cái name, cái name này. Name. Cái module. Đường dẫn. Xíu có nha thì cái này là không cái thai thì không cần không có cái thai nữa sorry đi nó rất nhanh á theo là cái phần sọt nó sẽ cho nó tự tăng lên xem tiền tiền mắt nó tiền mắt của nó thì mình đã biết sẵn cái phần sọt đây thì người ta cho ra quá trời luôn người ta cho ra quá trời luôn cho nước uống cho cơm thì đó có lúc này có lấy đâu lấy cơm chứ bánh rồi chứ nước rồi trở lại thì do có một số vấn đề về tấm thân nên lộ miệng nó hơi có sai chọn thanh với mình nói và rồi cứ bên nói nha người không ok tiếp tục thì mình sẽ chọn đến một đồ là cái function là static field mình sẽ chuyển cái field mình chặn nó là sọc bảy cái này không cần thì nó là điều kiện cái khi khỏi rồi đây sẽ sọc và sọc cái phiêu này là sọc cầu một và cái phép nó đi thì không cần thì nó là cái nãy được chìm vào rồi nó là cái bên đi nếu mà định không có chuyện không làm gì sẽ là không nó là sẽ là danh mình tra giờ ta thử nhé. Cân thì nó sẽ nằm trong cái thẻ thẻ đi nha to ra thì mình dùng cái plug của nó thôi. Cái này nó có không nha? Mình cái này.
Sí, creo que fue Toro. Rồi mình xem lục nào, trên lục cha nó là cái sản phẩm nào, nó sẽ có cái quảng lấy một cái kết là cái xe hơi sẽ hết nè, cần cho nó là cái xe hơi cần thì là siêu này là như thế là không hiểu cái cần nào nữa thì là siêu này là lúc được xem đây. Ok, cái cuốn sổ nó sửa rồi nó cũng nhớ thêm thôi, chi khác một số thứ rồi mình copy mình thêm nữa là thành rồi nha. Cái này không cần sửa phẩm đấy, cái này script này không cần. Cuốn sổ thì cũng tương tự thôi, đây sẽ cho nó select cái dinh trang. Cái data này biến này nha, cái biến này là từ này xuống là này, còn biến này sẽ được trả về bên view giá thì sẽ đúng nha, không hiểu thì sẽ thua. Data là và cái parent đi mà nó bằng đô la ba đi thì là sẽ tính ngoài là không gì cả, nó là trang này. Ok đúng nhỉ, trang đôi con viên là cái em sẽ cách đây thế này, sau là cái này nữa. Là cái topic mở làm một dùng là check in xong. Ok thì xem này, đây là cũng để đây nha, nếu mà ba này đi mình nó bằng cái này á, nghĩa là thằng này nó không phải là không thể nào là con của nó được. Ví dụ đây là mới tạo được không, mình click chọn này tạo mới thì cái ID nó sẽ không được thêm. Cập nhật đó, còn thằng này thì được, thằng này thì nó sẽ chọn cái này tra ở đây nó không có phiêu update, không có phiêu đó. Thì để chắc chắn hơn một chuyện đó, ví dụ họ nhập có phải miếng trắng gì ví dụ như là ok hay thì mình muốn là không con trắng này á thì mình hàng stream nó thôi, mình được cái stream để nó xóa đi cái phần trắng ở hai. Đây là việc này thì chắc mình phải là
Voy a dejar. Voy a dar a esa voz. Ok, cái nó mất cái khoảng trắng ở hai đầu đó. Thì đó là cách mình làm. Thì mình sẽ làm hết luôn. Từ thành trong lâu. Thành trong lâu. Thì đặc biệt là lấy cái đó. Nó là không có khoảng trắng. Thì mình lấy. Lấy cái nó không có khoảng trắng. Lấy cái khoảng trắng. Thì đặt lên con cá là chết luôn. Còn những phần còn lại như là check nào thì nó vẫn đúng nha. Ok. Thì cái việc này nhá, theo mình sẽ quản lý mình đưa cái này á, nó nhảy qua đây. Sẽ làm cái ok này là cái chỉnh chuẩn là mình sẽ đổ này qua đây mình sẽ xong xài này nữa thì mình sẽ nói luôn. Thì mình sẽ tạo một cái controller mới để nó trả về cái server, tại vì nó sẽ là hành chỉ chung. Rồi sẽ tạo cái này đây. Hai controller chấm đi tạo lát nữa cái tự thằng này kết không. Đây sẽ là lớp màu đỏ luôn, làm cái nó đây hiện nay đặt vào rồi tiếp tiếp kia function. Này thì tao lấy cái thằng kia xem được là cái đấy thôi. Thằng đó có đúng rồi. Mình require rồi. Require my controller. Đó là cái gì xin lỗi rồi đúng rồi. Sẽ tạo một cái public function. Yeah.
Đó lại thì sẽ nêu nêu lại nêu thì em đo giờ xuống giày đất nha, mình lên anh nó ra thì nó ra cái mảng này là đúng rồi, cái mảng một chứa hai giá trị. Thôi mình đợi mình chưa chọn đến con sầm nữa. Cái này đẹp nha. Ok. Content protected nên nó không được chọn tới nha. Đây là public thì được. Public. Tắt. Ok. Thì nó ra cái array đúng rồi nha. Cái mạng 1 có chứa thì mình sẽ viết cái function để cho thằng này nó trả lời cái data function yes models thì nó sẽ giống cái này thôi, rang cái thằng task và trả lời cái try chu chu run này đây thì sẽ copy đó copy và mình paste vào đây. Còn mới rừng đi và điều kiện tiếp theo là cái bất tức và return data. Và này sẽ nhận được cái data của mình. Ok, data yes module bình là như em xin ta không mở yes và cái này mình sẽ đặt protect protect không tìm thấy cái module kiểu đi sai tâm đúng tiếp tục rồi nha kiểu đi sai á
không sao. Như vậy là ok cái stand này mình biết sai. Stand. Rồi đúng rồi. Sai chữ thật là cho lâu nha. Lúc nãy xong sai chữ thật là cho mình nói gì hết. Đây nè. Đó là chỗ mà cần cân nặng nha. Hay là cần trôn. Cần cân trong cái thằng to. Đây. Mình biết sao đây mà. Để mà làm sao. Rồi mình biết sao đây mà luôn. Nhưng mà cần nói stand. À. Chúng mình biết sai. Ok. Refresh. Đúng nha. Để trả cái quay. Rồi. Cái cuốn đầu sẽ đem cái quay này cho chạy tất cả một sản luôn. Rồi sẽ dán vô cái đầu tiên nha. Cắt dòng này một xíu. Dễ trước nha, mình sẽ để xong yeah. Edit. Rồi xong. Dễ nhận xuống. Rồi nó cho thằng thằng category của mình đúng. Chắc chắn cái sổ của thằng BQ thôi. Chứ không có gì được. Là thằng phải đập điện lắm lắm đâu. Ok. Rồi. Thế mình dán này không? Làm như thằng sau mình không cần làm mãi. Thằng như thằng sau thì mình đã làm sẵn hết rồi. Mình sẽ làm được. Viết cưới thằng mới thì mình sẽ thêm mới thôi chứ không cần viết lại nha. Mình đã làm chỉnh từ đầu rồi thì mình sẽ có khỏi về sau thôi. Ok đó, prepare rồi. Rồi, mở hàng xe ra. Mình sẽ lập ra. Sẽ là xong. Lúc, xe ra. Mình sẽ xóa lúc nha. Ta là thiếu một bút bên thằng cần tôi lo nè là cố gắng nha là ta là và truyền cái lên vào và cái array array cái vùng thằng bên thằng cần tôi lo ấy là array của cái nhất tôi luôn đưa vào luôn. Thì bạn nhớ là đóng ngoặc, mở ngoặc cho hơi đàng hoàng chứ đừng có bên mở mà không đóng cho người ta nha. Không phải đóng mà phải mở đàng hoàng đó. Để không bị lỗi. Ok, rồi sẽ đặt lên thôi, đặt nhẹ lít lên trước. Rồi cái thằng này nêu
xa chứ là kho kho ép cầm bề sống của nhà sẽ là hai cái sẽ là hai cái để, ok tiếp theo mình sẽ tạo cái dữ liệu mẫu là không có gì hết nha. Ví dụ như đó thì thằng này nó sẽ không có nhân cha hay không có nhân con thì mình sẽ gọi cái link thì đây cái rốt rốt đau này khi mà nó có thằng này nó con nó cho nó rốt đau tại cái chưa này chưa thì mình có cái thẻ spam này mình dùng mình thích rất là ngon cho nó lọ làm nó lại request thì cái cuối cùng sẽ mất và cả cái thẻ A này á nó sẽ có cái request những đơn tử này thôi mình sẽ cái điều này nữa mà sẽ có trường hợp là khác nhau thôi thì cả này à, nếu mà có danh mục con á thì ở đây á nó sẽ là demonstrate trên còn lại á là phải là lúc phải là cái link cho nhau refresh nữa thì thằng này là hệ thống nhìn con nó là cái link rồi có link hiển thị bên dưới góc bên trái màn hình đó nó cứ luôn bên trái hàng trên thì nó có link thì nó sẽ là cái JavaScript mà không click vô nó không bị làm gì hết không bao giờ và tiếp theo mình sẽ lập cái thằng menu con nữa đây kiểm tra tiếp nếu mà đại luôn quay sai sai đi xét đi còn như vậy là tôi muốn kiểm tra cho nó chắc chắn thôi là chưa và cái đồ quay chưa hết luôn try đặt cái key xong rồi bên kia phải khác cái bên kia đầu gốc nữa nên là nó bị trùng nó là lỗi từ từ ba là căng đó là cái lỗi nó cũng gì mà sửa rồi thôi rồi anh ơi đây là cái tên thôi chúng ta đều có thể spam nếu như mình start lại đúng không? Rồi, kiểm tra. Thì thẻ UL thế, còn cái thẻ này phải đặt trong thẻ UL nữa. Sẽ copy spam này ha. Để có thể luôn. Cái mặt của thẻ là xong. Rồi. Hay đây chắc ngoài kênh đâu sợ đây ha để dính dính xíu đây là cái icon mẫu của này rồi ok
mic nè. Mic. Ok, bạn lấy được sản phẩm. Click. Bạn lấy menu. Profile. Đấy, cái này xong. Mic trong này vẫn có rồi. Chả đổi được lại giờ. Ok, để sản phẩm cho mình. Ok. Tiếp theo là cái nút sọt này ha. Cái nút check này có cái này gì? Thì mình check chưa thôi nôi ha. Refresh trang này, cho trang sẽ bắt đầu. À, trong thư vấn thiếu điều kiện bên cái thằng này cho nó mai được chưa? Điều kiện là cái public, public. Chưa vào nơi đúng không? Chưa vào nơi thì nó sẽ là một link đâu. Này nó không link, biết gì sợ đâu. Click. Ok. Ở video là tạm dừng tại đây nha. Video sau mình sẽ giả hết cái nút sọt này, cái chuyện gì mình sẽ có kênh cho nó. Còn video này nó khá là dài, mình sẽ up tại đây. Những video sau mình sẽ làm chức năng là tạo tài khoản cho cái admin và cái login. Login mình sẽ nói luôn, mình sẽ làm thế nào. Thứ nhất, sẽ lưu vào đầu tiên nó làm cái session sau này thứ nhất thứ hai sử dụng copy copy này chứa tài khoản và mật khẩu đã được điền. Khi người ta có copy này người ta sẽ đăng ký xuất copy vẫn còn mật khẩu và cái tài khoản nó nằm trong Outlook không cần phải nhập lại vẫn nhập được. Mặt chức năng sẽ làm như thế video này sẽ nói tại đây. Bạn đã xem thì đăng ký kênh giúp mình nhé.